Kính chào quý vị khán giả. Chiều nay Nam Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Từ tối hôm qua đến sáng nay, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa to. Tổng lượng mưa ở Lào Cai và Lai Châu là từ 59 đến 88mm. Dự báo trong chiều và đêm nay, mưa còn xảy ra ở khu vực vùng núi và Trung Du của Bắc Bộ. Cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm và có điểm trên 60mm. Do đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là ở Sapa, Lào Cai và Tân Uyên của Lai Châu. Người dân sống ở những khu vực có nguy cơ cao cần phải chủ động quan sát các dấu hiệu nguy hiểm để di dời kịp thời. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, chiều nay trời nhiều mây, chủ đạo là tạnh giáo. Thủ đô Hà Nội và các thành phố Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình hay Hải Phòng, nhiệt độ không quá 27 độ, cảm giác lành lạnh. Xuống miền Trung, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, từ sáng đến giờ nhiều nơi đã có mưa. Dự báo là mưa sẽ tiếp tục trong chiều nay, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm. Nơi có nhiều nắng nhất đó là Nam Bộ, nhiệt độ ở đây cũng cao nhất cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau hay Phú Quốc phổ biến là từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở huyện đảo Hoàng Sa, ít mưa, trời nắng, gió là cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10 km. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay.